kinh văn nhất giả thị nhân cùng tâm cảnh tính nhị xứ vô nhân tu tập năng chi nhị vạn kiếp chung thập phương chúng sanh sở hữu sanh diệt hàm giai tuần hoàn bất tăng tán thất kế dĩ vi thường việt dịch một là người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh cả hai đều không có nhân tu tập biết được trong hai muôn kiếp Chúng sanh trong mười phương trải qua xoay vần sanh diệt mà không mất hẳn, nên chấp là thường giảng một là người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh hành giả nghiên cứu tột cùng bản tánh của tâm và cảnh anh ta phát khởi một suy nghĩ sai lạc và kết luận rằng cả hai tâm và cảnh đều không có nhân đều không có cội gốc nơi mà chúng sinh khởi tu tập biết được trong hai muôn kiếp chúng sanh trong mười phương trải qua xoay vẩn sanh diệt mà không mất hẳn nhờ có công phu tu tập anh ta có thể biết được trong hai muôn kiếp, những chúng sanh trong mười phương trải qua vòng sanh diệt vô cùng vô tận mà không dứt hẳn, do tu tập mà có định lực nên biết được sự sinh ra và chết đi của toàn thể các loại chúng sanh ở mười phương trong vòng hai vạn kiếp thấy được chúng sanh trải qua những vòng luân hồi bất tận, sanh ra rồi chết đi liên tục mãi mãi, mà không bao giờ tan mất hẳn nên chấp là thường. Do vậy hành giả chấp tâm cảnh ấy là thường, không bao giờ cải biến thay đổi cả. Kinh văn nhị giả thị nhân cùng tứ đại nguyên tứ tánh thường trụ tu tập năng chi tứ vạn kiếp chung thập phương chúng sanh sở hữu sanh diệt hàm giai thể hằng bất tăng tán thất kế dĩ vi thường việt dịch Hai là, người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại cho rằng tánh của nó là thường trụ, tu tập biết được trong bốn muôn kiếp. Chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết, nhưng bản thể là thường hằng không bao giờ tan mất, nên chấp đó là thường. Giảng, Luận điểm thứ hai là gì? Là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ. Hành giả nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, đất nước lửa gió, kết luận tánh của nó là thường trụ. Anh ta tuyên bố rằng, bản thể của đất nước gió lửa là thường còn không thể biến hoại. Thực ra, đất nước gió lửa có được là do vọng tưởng của chúng sanh và hoàn toàn không có thể tánh. Không có thể tánh làm sao nó lại thường được. Đây là một quan niệm sai lầm. Qua công phu tu tập biết được trong bốn muôn kiếp, chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết, nhưng bản thể của chúng sanh lại thường hằng, không bao giờ tan mất. Do vậy nên hành giả chấp trạng thái ấy là thường. Anh ta cho rằng bản chất của sanh diệt là thường hằng không biến đổi, nó không bao giờ gián đoạn. Đó là luận điểm thứ hai.